ดุงดุงดุงเชี่ยวเชี่ยวเชี่ยวดุงดุงดุงชิวเชี่ยวเชี่ยวดุงดุงดุงไปเยี่ยวเยี่ยวดุง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 Hello, hôm nay hướng dẫn cho các bạn lắp ráp một chiếc máy bay chiến đấu bằng Lego. Rồi bắt đầu ta làm. Thôi, gắn cái cánh quạt vào. Cánh quạt gắn vào cái trục bay. Rồi, kịch trục xong. Xong rồi cánh quạt nó. Rồi tiếp tục ta làm cái phần mình thôi. Mình thì ta gắn cái này vào.Phần này vào đây. Đó. Tiếp tục dàn cánh. Cánh. Cánh và cánh.Chúng ta được bộ cánh của nó. Rồi, tiếp tục ta gắn bánh xe nó vào, lật ngược xe lại, gắn vào đây. Oh.Chúng ta được cột cánh nó rồi. Cái đuôi cánh sao gắn vào đây. Đây là bánh sao của nó. Khá là đẹp. Nhìn thấy hoàn thiện rồi. Gần hoàn thiện được đấy. Tiếp tục ta làm chỗ cho thằng Spider-Man nó ngồivào đây. Cái này là đế ngồi của nó. Đế ngồi nó gắn vào đây. Gắn cái ngồi vào. Cái này là cái cần điều khiển máy bay. Gắn vào đây. Tiếp tục. Ta gắn Spider-Man vào.Spider-Man này quan hệ rồi, gắn tay nó vào. Được sức ba tay rồi, tay bị sức rồi. Tiếp tục. Gắn tay nó vào thôi các bạn ơi, tay bị sức hoài không biết. Oh yeah.Rồi xong, cơ bản đã xong. Để lên. Rồi. Cơ bản đã xong. Này gắn vào đầu máy bay cho nó đẹp. Tạo hình chắn gió. Rồi xong. Rồi ta lấy mấy cái này gắn vào đây.Cái này gắn vào đây. Còn cái này cũng gắn vào đây cái nữa. Để tạo mấy động cơ. Gắn động cơ vào. Một lỗ động cơ.Khẩu cho nó động cơ tiếp tục bên đây tiếp tục cái này nữa
Rồi, gần như hoàn thiện rồi. Chúng ta sẽ gắn lại. Mạnh gắn vào, gắn cứng vô. Ồ. Có hình máy bay đấy. Rồi, bắt đầu gắn máy bay, đuôi máy bay vào. Máy đuôi máy bay gắn vào đây. Ừ. Khá là đẹp, khá là đơn giản. Ồ. Rồi. Tiếp tục tán đầu này vào. Cái máy bay rất là ngầu. Gắn vào. Ồ. Tiếp tục gắn đầu này vào. Cái đầu cánh sau, đuôi đầu đuôi máy bay, cái đầu của cái đuôi máy bay. Rồi tiếp tục gắn những này, che những cái lỗ này cho đẹp lên. Ồ. Ủa, sao bắn đùng. Rồi tiếp tục ta gắn cánh máy bay tiếp. Cánh vào. Cánh máy bay ta gắn vào đây. Gắn vào đây cái. Tục cái này người ta cũng gắn vào đây cái nào. Oh yeah, xong rồi các bạn ơi. Và tiếp tục cái này người ta sẽ gắn vào đây. Rồi tiếp tục mấy cái này, miếng này ta gắn vào đây cho nó đẹp. Cơ bản đã hoàn thành. Rồi tiếp tục phải gắn thanh gió vào sau lưng. Đó, sau lưng đây. Tiếp tục ta hình thành vũ khí vào, vũ khí gắn trên cánh máy bay. Rồi bắn súng nòng vào, gắn cái nòng súng vào. Rồi đùng xéo. Tiếp tục súng bên đây. Gắn vào nữa. Rồi gắn thêm cái đầu súng vào. Rồi xong, coi cơ bản hoàn thành. À, cái này gắn sao vào phía trước một tí. Lấy cái nón, đội nón lên, đội nón cho Spider-Man lên. Spider-Man đội nón vào, nón bảo hiểm. Bắn, còn hai cái miếng này nữa, người ta gắn vào đây. Tiếp tục gắn vào cánh đây cái nữa. Rồi xong, video grab 3 chiến đấu của mình đã hoàn thành.
Ồ, khá là đẹp. Anh nhìn thấy sao? Đẹp lắm đúng không? Rồi, máy bay chiến đấu mình đã hoàn thành nha các bạn. Các bạn thấy xem video hay, thú vị thì cho một subscribe, like và share, chia sẻ video cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Thank you.